Với mọi doanh nghiệp thì tăng trưởng là điều mà ai cũng muốn. Thế nhưng, có một điều bất ngờ là trong khoảng 5 đến 7 năm trở lại đây, đã có những lúc tập đoàn Tân Hiệp Phát phải kìm hãm sự tăng trưởng của mình. Nghe tưởng chừng như vô lý nhưng đây lại là một trong những bước đi phù hợp để Tân Hiệp Phát xây dựng được thương hiệu mạnh và thành công như hiện nay. Phát biểu tại tọa đàm tạo đà cho doanh nghiệp tư nhân phát triển diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội, bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết, trong vòng 5 đến 7 năm vừa qua, tập đoàn phải kìm hãm sự tăng trưởng. Lý do là vì tập đoàn nhìn thấy bộ máy lãnh đạo tổ chức đã đến lúc phải được tăng cường năng lực thì mới đi lên được vị trí cao hơn. Và để có câu trả lời cho vấn đề này, từ năm 2012, Tân Hiệp Phát đã mời chuyên gia nước ngoài và những tổ chức lớn, nhiều kinh nghiệm trên thế giới để đến xây dựng cho tập đoàn một sơ đồ tổ chức phù hợp với sự tăng trưởng doanh số mà tập đoàn mong muốn. Bên cạnh đó, bà Phương cũng cho biết hiện nay rất ít người biết ở Việt Nam, doanh nghiệp gia đình chiếm đến gần 70%. Hiện nay đa số các doanh nghiệp tầm 20 năm đến 30 năm thì bắt đầu chuyển sang thế hệ thứ hai hoặc các mô hình kinh doanh khác như lên sàn chứng khoán. Đó chính là những cái họ phải thay đổi để ngày càng phát triển. Nhưng đối với Việt Nam thì nếu như mà đến giai đoạn hiện nay thì đa số các doanh nghiệp đều ở khoảng 20 năm cho đến 30 năm phát triển thì đâu đó sẽ bắt đầu chuyển sang cái thế hệ thứ hai hoặc là những cái mô hình sản xuất kinh doanh ví dụ như lên sàn hoặc là những cái mô hình khác. Vậy thì đó chính là những cái mà họ sẽ cần phải thay đổi. Và riêng đối với Tân Hiệp Phát thì chúng tôi cũng ở trong một cái nhóm là làm sao để chúng tôi có thể phát triển, làm sao để chúng tôi có thể tăng trưởng, mặc dù là chúng tôi muốn, nhưng mà cái chuyện muốn và có thể đó là hai cái mức độ khác nhau, và tôi chưa có đặt đến cái vấn đề là tại sao không muốn. Riêng đối với Tân Hiệp Phát thì để chuẩn bị những cái quá trình mà Tân Hiệp Phát thay đổi thì chúng tôi đã phải làm rất là nhiều. Cũng trong buổi tọa đàm trực tuyến, các đại biểu và các đại diện của nhiều doanh nghiệp còn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng, phát triển doanh nghiệp, cùng thảo luận về những khó khăn cũng như thách thức mà các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã và đang phải đối mặt để từ đó có chiến lược phát triển phù hợp.